Sau ngày 15 tháng 9, người dân mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh có được trở về quê không? Hiện nay, có rất nhiều sinh viên, lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh đang bị mắc kẹt khi thành phố áp dụng lệnh giãn cách xã hội kéo dài. Nhưng sau ngày 15 tháng 9, khi thành phố triển khai nới lỏng một vài nơi, hoặc với người dân đã tiêm đủ 2 mũi vaccine, thì họ có được trở về quê hay không? Để thực hiện đúng quy định về phòng, chống dịch, hàng chục nghìn lao động tự do tại thành phố Hồ Chí Minh đã không thể trở về quê. Tuy nhiên, đối diện với tình cảnh thành phố tiếp tục kéo dài thời gian giãn cách xã hội, những lao động tự do mất việc, không còn thu nhập sắp không thể trụ nổi. Song, hiện nay tại thành phố Hồ Chí Minh, việc triển khai tiêm vaccine đang được đẩy nhanh tiến độ. Giải đáp câu hỏi này, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, đối với những bà con ngoại tỉnh đến thành phố Hồ Chí Minh học tập và làm việc, không phải thành phố không cho bà con về quê. Nhưng do tình hình dịch bệnh diễn ra quá phức tạp, theo quy định chung về phòng, chống dịch, thì chúng ta không được di chuyển từ các địa phương có dịch về những địa phương khác. Còn trong thời gian vừa qua, thành phố luôn hỗ trợ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người dân được về quê. Ví dụ, những địa phương nào sắp xếp, đón nhận được bà con, thì thành phố đã phối hợp, tổ chức, thậm chí hỗ trợ cả xe, lương thực, thực phẩm. Đặc biệt, thành phố còn ưu tiên xét nghiệm, tiêm vaccine trước để hỗ trợ đưa người lao động ngoại tỉnh về quê. Nhưng thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương, khả năng đón nhận không nhiều. Vì vậy, hiện nay thành phố đang phối hợp với các địa phương để triển khai theo kế hoạch đón người dân trở về, nhưng với số lượng có hạn. Nếu người dân đang bị mắc kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh có mong muốn được trở về quê, có thể đăng ký qua hội đồng hương, hoặc liên hệ trực tiếp với tỉnh của mình. Từ đó, thành phố sẽ phối hợp với các tỉnh thành, nơi người dân có nhu cầu trở về để đưa bà con về. Ông Phan Văn Mãi nhấn mạnh, vấn đề này không phải do thành phố cấm không cho người dân về, nhưng do khả năng đón nhận của các địa phương có hạn. Vì khi trở về, người dân buộc phải cách ly, để tránh trường hợp bản thân là F0 và lây cho cộng đồng. Sau khi thực hiện cách ly, người dân mới được phép trở về nhà. Nhưng nếu số lượng đông quá, lên đến hàng nghìn người, chục nghìn người, thì địa phương chưa có đủ khả năng để tiếp nhận cùng lúc nhiều như thế. Đây không chỉ là vấn đề khó với thành phố Hồ Chí Minh mà còn với cả những địa phương tiếp nhận. Cảm ơn quý khán giả đã xem bản tin.